Xã Liên Thành, huyện Yên Thành có khoảng 8.000 nhân khẩu thì có hơn một nửa hiện đang sử dụng nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo vệ sinh. Điển hình như gia đình ông Hoàng Quang Kháng ở xóm Liên Giang, ông đã đầu tư làm 3 bể lọc nhưng nước sinh hoạt vẫn không đảm bảo vệ sinh bởi nguồn nước ở đây đã bị nhiễm phèn quá nặng. Cụ thể như gia đình ở đây thì muốn sử dụng nước sạch thì vì quá 3 cái bể lọc, thứ nhất thì lại nước trực tiếp là ngoài cái sông Chen đưa vào ô lọc thứ nhất, rồi bể lọc thứ hai đưa vào bể lọc thứ ba thì mới có cái nguồn nước gọi là tạm sử dụng được, chứ nói sạch thì không sạch, nói thật như thế. Cho nên là trong cái chương trình nước sạch thì cũng đề nghị các anh và trên nhất là đảng nhà nước về cái nguồn nước sạch thì cũng quan tâm. Cách nhà ông Hoàng Quang Kháng khoảng 500 mét là công trình cấp nước sinh hoạt do Ủy ban Nhân dân xã Liên Thành làm chủ đầu tư. Công trình có tổng mức đầu tư trên 26 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách trung ương từ chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn hỗ trợ 60%. Phần còn lại, ngân sách của huyện, xã huy động nguồn đóng góp của nhân dân và các nguồn vốn hợp pháp khác. Sau 3 năm triển khai thi công, công trình đã cơ bản hoàn thành các hạng mục như hồ chứa nước, trạm bơm, bể chứa nước sạch và các công trình phụ trợ khác. Tuy nhiên, gần một năm nay, công trình đang tạm dừng thi công do thiếu vốn và đang xuống cấp. Nói chung là nguyện vọng của nhân dân thì rất mong muốn công trình sớm là hoàn thành. Thì qua các cái kỳ họp hội đồng nhân xã thì các cử tri rất chất vấn và quan tâm vấn đề này. Thì chúng tôi thực tế cũng rất khó trả lời vì nói chung cái nguồn vốn là cơ bản là của cấp trên mà nói chung thì hàng năm thì chỉ nhỏ giọt nên dẫn đến là công trình thi công nó quá bề trễ. Và hiện tại thì trong hơn một năm là công trình đã là dừng lại rồi, không tiến hành thi công vì không đủ cái nguồn vốn. Hiện tại trên địa bàn huyện Yên Thành, công trình nước sạch ở các xã Đô Thành, Thọ Thành, Phú Thành, Minh Thành, Tây Thành cũng đang phải tạm dừng thi công vì thiếu vốn. Các cái nhà máy này là cái nhà máy là giao cho xã làm chủ đầu tư để huy động đóng góp của dân. Huyện thì ngân sách cũng khó khăn, một huyện lúa đóng ngân sách khó khăn để cân đối cho cái công cuộc mà xây dựng nông thôn mới thì huyện cũng rất là vất vả rồi. Tiết kiệm tất cả mọi nguồn để hỗ trợ cho các địa phương để đạt chuẩn nông thôn mới cũng là một cái khó khăn. Thế bây giờ vấn đề nước sạch cũng là cấp bách, nhưng có một điều tức là xã làm chủ đầu tư thì bây giờ xã khó khăn, huyện khó khăn thì xã càng khó khăn hơn. Thì mong muốn là làm răng đó nhà nước, chính phủ tiếp tục thực hiện chương trình về nước sạch, vệ sinh môi trường, đặc biệt là trong vùng nông thôn. Còn đây là công trình cấp nước sinh hoạt ở xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu, có tổng mức đầu tư trên 19 tỷ đồng. Năm 2012, công trình được triển khai thi công và theo thiết kế sẽ cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 1.000 hộ dân ở xã Diễn Quảng. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm, công trình buộc phải dừng thi công và bỏ hoang từ đó cho đến nay. Còn đối với địa phương thì có mấy vấn đề đề nghị này. Một là do địa phương còn khó khăn mà cấp nước sinh hoạt là nhu cầu cần thiết. Do đó đề nghị một là hỗ trợ thêm nguồn vốn để tiếp tục hoàn thiện công trình và dân sẽ đối ứng một phần nào đó. Hai là chuyển đổi hình thức đầu tư cho tư nhân quản lý hợp tác xã hoặc là doanh nghiệp hoặc là công ty nước quản lý theo quyết định 131 của Thủ tướng Chính phủ và thông tư 37 của Liên Bộ. Có thể thấy rằng, hiện nay nhiều công trình nước sinh hoạt vùng nông thôn ở Nghệ An thi công dang dở, bị bỏ hoang, không phát huy hiệu quả, gây lãng phí lớn. Nếu thời gian tới không có nguồn vốn để tiếp tục thi công, thì những công trình này sẽ xuống cấp, hư hỏng, trong khi người dân lại đang mòn mỏi chờ đợi nước sạch sinh hoạt.